Nhiều người Việt hải ngoại đã từng bỏ xứ để thoát khỏi một chế độ độc tài để đàn áp người dân. Đó chính là chính quyền đã đánh đập và bỏ tù tôi vào tháng 6 năm 2018 vì giúp người dân Việt Nam thực hiện quyền dân chủ của họ để phản đối hai dự luật. Tôi bị giam trong khám chí hòa hơn 40 ngày. Giờ đây, và ngay đây trên đất nước Mỹ, nền dân chủ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này. Vì đại dịch, hơn 88 triệu người bầu phiếu bằng thư và với kinh số người đi bầu ở mức kỷ lục. Cái việc đếm tất cả các lá phiếu sẽ mất thời gian. Tuy vậy, cần phải đếm mọi lá phiếu vì đây là lòng dân. Chúng ta biết sẽ không có hết các kết quả trong đêm bầu cử. Có thể sẽ mất hàng mấy tuần. Nếu bất cứ ai tuyên bố thắng lợi quá sớm hoặc hủy bỏ hàng triệu lá phiếu gửi bằng thư, chúng ta phải đứng lên đòi hỏi mọi lá phiếu được đếm.